Hello mọi người, oh my god, không biết tại sao cái internet bị đứng luôn mọi người. Đang nói chuyện tự nhiên cái bị đứng luôn, không có thấy gì hết trơn. Nên lại nói chuyện hoài luôn mà nói chuyện có một mình à, không biết đang nói với ai nữa. Không biết là cái phone của mình bị đứng nữa. Không hiểu tại sao là cái internet nó bị đứng luôn mọi người. Nó đá mình ra khỏi cái livestream luôn. Tức quá nãy giờ chửi cộng sản quá trời luôn mọi người, nên chắc là nó mấy cái tụi dư luận viên nó thấy chửi nhiều quá nên nó đá mình ra khỏi cái livestream luôn. Tự nhiên nãy giờ mình nói chuyện mà nói chuyện có một mình là không biết nói chuyện với ai nữa, không thấy mọi người gì hết, thấy mọi người im re. Đại bài đợi mọi người vô lại, không biết lý do gì mà tại sao mình bị đá ra khỏi cái livestream. Quay lại cái chủ đề về cộng sản đó mọi người, Việt Cộng đó, nó rất là mưu kế, nó rất là quỷ quyệt, nó rất là nhiều chiêu trò nên mọi người phải hết sức là cẩn thận. Cẩn thận đi mọi người, đừng có mà tin lời nó, tụi nó chỉ nói những cái lời tào lao, những cái lời dối trá mà thôi. Nhìn về Việt Nam không có thấy Việt Nam được cái gì hết trơn, thấy Việt Nam tệ hại lắm, người dân sống khổ sở, cực khổ. Người dân Việt Nam sống còn thua con chó nữa, thiệt á, thua con chó ở bên đây nữa. Con chó ở bên đây mọi người biết không, còn được ăn thịt bò đó mọi người. Ăn đủ thứ đó, mỗi tháng là được đi vô bác sĩ để check sức khỏe coi là có khỏe hay không, rồi được đi chích ngừa nữa mọi người. Còn dân Việt Nam mình á, em bé mà sinh ra đó còn sợ nữa, không dám được dẫn đi chích ngừa, để chích ngừa sợ chết. Sợ chích nhỏ sao nhỏ chích queo luôn. Một cái xã hội gì mà đi chích ngừa cho con nít mà còn sợ bị chết nữa. Vậy mà mọi người vẫn im lặng, vẫn sống, vẫn vô cảm, vẫn không làm gì hết. Người ta đi biểu tình thì kệ người ta, không có liên quan tới mình. Trong khi đất nước của mình đang sống ở một đất nước của mình. Mà chuyện gì xảy ra trên đất nước không ai biết gì hết trơn, không ai quan tâm hết trơn á. Giới trẻ thì vẫn lo ăn chơi đi hưởng thụ. Mai đổi con này, mốt đổi thằng kia, mốt đổi con nọ. Con này đẹp hơn, con kia khá hơn, con kia sexy hơn. Đi cua con này, rồi cá cua con này, cá con kia. Con này, tao cua con này được thì mày thua tao này nọ. Làm gì chi vậy mọi người? Trong khi tình hình xã hội không ai quan tâm tới hết. Xã hội đang sắp sửa thành của Trung Cộng rồi đó. Cũng không ai thèm quan tâm tới hết. Người Việt Nam sắp sửa diệt chủng rồi đó. Không có còn nói tiếng Việt nữa đâu, chuẩn bị là phải nói tiếng Tàu đó. Mọi người có biết không? Mà vẫn ngồi yên ở đó, không có làm gì hết. Thì sao không lên tiếng nói của mình đi biểu tình đi? Để lên tiếng nói cho mình. Vẫn im lặng, vẫn ngồi yên đó. Không hiểu nổi người Việt Nam của mình. Bây giờ mình nói về cái vấn đề lịch sử một chút. Tại vì nói hồi nãy vấn đề hiện thực của xã hội nói nhiều rồi. Và nhiều người cũng nói rồi nhưng mà mọi người ai cũng không làm cái gì hết trơn. Ai cũng ngồi yên, bên đây thì cứ ra rả nói hoài, nói hoài. Nói quỷ, nói là đi biểu tình để đòi lại cái quyền của mình. Không phải đi biểu tình để mà giết nhau, để mà giết đảng Cộng sản rồi giết người. Đi biểu tình lại đòi cái quyền của mình. Lên tiếng cho mình, tại sao mình sống trong một cái xã hội mà thua một con chó như vậy mà mình vẫn ngồi yên, mình không có làm gì hết. Người giàu thì cứ ngồi ở đó hoài, không có lo gì cho xã hội hết. Lo ôm cái đống tiền của mình, ôm cái đống tiền của mình rồi đi xuống mồ mà xài nha. Còn người nghèo thì cũng nghèo hoài, họ không có gì để mà ăn, để không có gì để mà sống. Thì họ không, họ cam chịu cái cuộc sống của họ như vậy. Tại họ không có cái gì hết. Trong khi đó người giàu thì cứ ngồi yên, không có làm gì hết á, ngồi ngó không à. Bây giờ quay lại cái chuyện lịch sử đi mọi người. Cái chuyện mà 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa đã đi về đâu rồi đó, mọi người có biết không? Hôm nay nói cái vấn đề đó một chút nha. Cái 16 tấn vàng Việt Nam Cộng Hòa để lại đã được bàn tán và đồn đại rất là nhiều trong suốt 40 năm qua, từ hai phía Cộng Hòa và phía Cộng sản.
Thì như vậy á, cái 16 tấn vàng này ở đâu ra, dùng để làm cái gì và bây giờ nó đã ở đâu rồi? Mọi người có tò mò về cái chuyện này không? Cái chuyện vàng đó mọi người nên tìm hiểu, nên lắng nghe để biết coi là cái thông tin này nó như thế nào và nó đã đi về đâu rồi. Vàng đó mọi người, nó liên quan đến mọi người đó. Nó sẽ liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người đó. Tại vì tài sản của mình sẽ bị mất trong nay mai mà mình không hề biết. Mình nên biết cái lịch sử này đi để mình biết cái cộng sản nó mưu mô xảo trá như thế nào để mà mình bảo vệ cái tài sản của mình. 16 tấn vàng này ở đâu ra? 16 tấn vàng này là do sự tích góp của đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Qua hai đời tổng thống mới tích góp được cái số vàng này. Số vàng này là một cái tài sản của quốc gia và được hai cái tổng thống là tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu vất vả để điều hành quốc gia trong suốt 20 năm trời mới kiếm được. Vậy số vàng này được dùng để làm gì? Sau năm 1973 thì Hiệp định Paris bất bình đẳng đã được ký kết. Mỹ đã có dấu hiệu muốn rời bỏ Việt Nam và tổng thống Thiệu đã có ý định dự trữ số vàng này để sử dụng cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi Mỹ đã không còn viện trợ cho miền Nam Việt Nam nữa. Sự thật là Mỹ đã phản bội Việt Nam Cộng Hòa để mà cắt viện trợ về quân sự và kinh tế năm 1973 cho đến năm 1975. Vậy số vàng này được Tổng thống Thiệu lưu trữ trong ngân khố quốc gia. Tổng thống Thiệu đã dự định khi nào không còn viện trợ nữa thì sẽ đem vàng này bán và chi tiêu cho Việt Nam Cộng Hòa. Tình hình số vàng này vào tháng 4 năm 1975 nó ra sao? Vào tháng 4 năm 1975 thì tình hình là Việt Nam Cộng Hòa đã rất là hấp hối, đã gần như là sụp đổ. Thì quân Việt Cộng đã đánh chiếm hết tất cả vùng 1 và vùng 2. Sau đó đánh tới phòng tuyến Phan Rang, Xuân Lộc. Đây là một cái phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Vậy Tổng thống Thiệu chịu áp lực rất là lớn từ nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa và từ phía Mỹ để ép ông phải từ chức, rồi nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa đàm với Việt Cộng. Nên vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Thiệu phải từ chức để thỏa mãn những yêu sách từ nội bộ, từ Mỹ và từ Việt Cộng. Thực ra thì đây là một cái đoàn tâm lý của Việt Cộng để gây chia rẽ nội bộ Việt Nam Cộng Hòa. Chứ thật sự Tổng thống Thiệu có từ chức hay không thì Việt Cộng vẫn tiếp tục tấn công để chiếm sạch miền Nam Việt Nam. Đòn tâm lý này sẽ làm tan rã nội bộ và tan rã tinh thần của nhiều quân lính. Cho tới lúc Tổng thống Thiệu từ chức thì 16 tấn vàng vẫn còn nguyên trong kho và các ông thủ kho như là ông Nguyễn Văn Hảo đã xác nhận điều này. Vậy rốt cuộc Tổng thống Tiệu đã đem 16 tấn vàng đi hay không? Ông có đem đi ra khỏi Việt Nam hay không khi mà ông từ chức? Khi mà ông Tổng thống Thiệu từ chức thì Mỹ ép ông phải ra đi ngay lập tức và không được nấn ná ở lại, không được đem cái gì đi cả. Khi đó thì Tổng thống Thiệu đã mất hết quyền hành, chỉ còn làm như là một cái người bình thường mà thôi. Và không có quyền lực gì hết thì làm sao ông ta có thể lấy số vàng từ trong kho để mà đi được? Mà dù cho người thủ kho có cho lấy đi nữa thì phương tiện gì mà để chi chở hết 16 tấn vàng đi? Lúc đó không có máy bay vì phi trường Tân Sơn Nhất đã bị Việt Cộng pháo kích rất là dữ dội. Máy bay vận tải cũng không thể cất cánh được thì làm sao mà có thể chở vàng đi được mọi người? Các loại chiến hạm đã được chưng dụng để di tản dân từ những cái vùng thứ hai về và nên không có tàu vận tải hay chiến hạm nào để chở vàng hết. Mà dù có chiến hạm đi thì đâu thể chở vàng đi Mỹ được vì không có đủ nhiên liệu để đi từ cảng Sài Gòn đến Hawaii, chứ đừng có nói là đi đến một bờ Tây của nước Mỹ. Vậy xin hỏi mọi người là bây giờ số vàng đó đã đi đâu và đang ở trong tay ai? Trong loạt bài câu chuyện 16 tấn vàng vào 30 tháng 4 năm 1975 của báo Tuổi Trẻ, một tòa báo của Việt Cộng
khét tiếng thì họ đã thừa nhận là 16 tấn vàng đó vẫn còn ở lại Việt Nam. Vậy tiếp tục cái bài báo thương vụ đặc biệt bán vàng của tuổi trẻ của báo Tuổi Trẻ thì Việt Cộng đã thừa nhận là đã bán số vàng này cho Liên Xô để đổi lấy viện trợ. Mọi người thấy chưa? Nó đem vàng để nó đem đi bán qua cho nước khác để lấy tiền để chia chác với nhau. Trích nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lữ Minh Châu đã trả lời cho câu hỏi này. Nó đã được bán ra quốc tế trong tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân. Có thiệt là vì miếng ăn của người dân không? Hay là vì cái lòng tham của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chiếm hết cái số vàng đó? Chuyến hàng đầu tiên đã rời Hà Nội vào ngày 1 tháng 12 năm 1979. Số lượng là 101 hòm nặng 4.455 kg. Sau đó là những hợp đồng giao vàng tái chế, vay mượn, cầm cố, bán vàng với số lượng hơn 40 tấn. Thu được trên 500 triệu USD. Vậy 500 triệu USD đó đi đâu rồi mọi người? Đó là một cái đoạn trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Dễ, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank, được ghi lại trong cuốn lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tại sao họ dùng 16 tấn vàng đó để bán cho nước khác? Họ nói là họ để lo miếng ăn cho người dân. Vậy tại sao mà người dân lại bây giờ không có cơm để ăn vậy? Không có áo để mặc. Học sinh thì không có được đi đến trường để học vậy mọi người. Cuộc sống của người dân vẫn kham khổ, vẫn đói khổ, vẫn nghèo khổ. Vậy mấy cái số tiền đó nó đi đâu hết rồi mọi người? Có phải là nó đi vô túi của mấy ông đó không? Vô túi của mấy tụi đảng viên không? Vô túi được mấy cái thằng bộ máy chính trị không? Vô túi mấy cái thằng cán bộ cao cấp không mọi người? Nước người ta thì dùng tiền thuế, dùng tiền của ngân khố quốc gia để lo cho cuộc sống của người dân. Còn nước của mình á, dùng tiền của quốc gia, dùng tiền của ngân khố, dùng tiền thuế của người dân để nuôi cái bộ máy chính trị của nó, để nuôi cái đội đảng viên, để nuôi cái tụi cán bộ cao cấp. Và những cái tiền đó được rửa tiền ở bên những cái quốc gia bên đây, những cái quốc gia ở bên tư bản, để mà cho gia đình nó có cuộc sống ấm no hạnh phúc bên đây, ăn chơi hưởng thụ bên đây, mua nhà triệu đô, mua xe, cả cả là xe phải xe nhập chứ không có phải mua xe ở trong đây thôi, mua xe phải đặt từ nước khác để đem qua đây. Cuối tuần thì rủ nhau lại nhậu nhẹt với nhau, ăn chơi với nhau. Con cái thì được hưởng thụ một cái nền giáo dục hiện đại, một nền giáo dục gọi là tốt nhất trên thế giới. Còn con của mình á, thì sao? Sống lây lớt, không cơm ăn, không áo mặc. Đi học rồi không được đi học đến trường. Vô trường á, thì nhiều khi bị giáo viên đánh, đánh do mà sưng mặt mày, sưng bầm mắt, bầm mũi. Về nhà cũng không dám đi kiện. Đi kiện ai? Chổng sáng nó chơi lục rừng không mà kiện ai? Một cái đất nước gì không có một cái luật lệ gì hết, đạo đức con người bị tha hóa, đào tạo ra những toàn làm những cái dân cà chớn, những cái dân tào lao. Công an á, thì á, bây giờ là cộng sản, công an á, là gọi là giang hồ, mà giang hồ cũng là công an. Bây giờ nó dùng cái dùng sức lực của cái tụi giang hồ để mà nó đàn áp, nó tra tấn người dân. Thích bắt thì bắt, thích bỏ tù thì bỏ tù, thích giết thì giết. Cứ là xả lũ đó là giết người dân mà thôi, đâu có cần nói gì nhiều, đâu có cần giải thích. Xả lũ đúng quy trình đó mọi người, giết người đúng quy trình đó. Mẹ tụi bay là cái thằng, mấy tụi bay đảng của tụi bay là mấy thằng chó đẻ, mấy thằng khốn nạn. Tại sao tụi bay không lo cho cuộc sống của người dân? Người dân đói khổ tại sao tụi bay không lo? Tụi bay chỉ lo cái túi riêng của tụi bay chỉ lo cái đồng tiền của tụi bay ăn đồng tiền đó trên xương má của người dân.
tụi bay có đem mấy đồng tiền nó xuống mồ được hay không? Tụi bay ăn trên đầu trên cổ của người ta, ăn trên đồng tiền xương máu của người ta. Tụi bay có chết không có đất để chôn đâu. Tao cầu cho tụi bay chết hết đi, để cho người ta sống, cho người ta đỡ khổ hơn. Mẹ tụi bay có thấy người dân ở bên ở, ở những cái xứ mà khổ sở, ở những xứ miền quê không? Tụi bay có thấy đâu, tụi bay ngồi trên đó tụi bay ăn ăn cho cố thôi, ăn sung mặc sướng thôi. Tụi bay là cái lũ khốn nạn, đảng của tụi bay là cái đảng chó đẻ. Từ cái thằng Trọng Lú đến cái thằng Nguyễn Xuân Phúc là tụi bay là một cái thằng chó chết. Tới con Kim Ngân nữa, mở miệng ra là toàn là những cái miệng, mở miệng ra toàn là nói những cái điều thối không à, thối nát không à. Mẹ tụi bay quay lại cái số vàng, một cái phần cuối về cái hiện tại á, cái một cái số phần số vàng này á, nằm trong tay của gia đình của thằng Lê Duẩn và cái thằng Lê Đức Thọ. Vậy thì hai cái thằng này chia chác hết cái số vàng này và gửi trong những cái ngân hàng Thụy Sĩ. Đó, mọi người thấy không? Vàng của quốc gia, của ngân khố đó, tụi nó chia chác với nhau. Tụi nó đưa người nhà của tụi nó gửi qua những cái ngân hàng ở bên nước khác để mà từ từ để hưởng thụ cuộc sống, từ từ để gia đình của tụi nó hưởng thụ những cái số vàng đó. Trong khi người ta làm việc vất vả, hai cái người tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông thống Ngô Đình Diệm đã vất vả để điều hành đất nước trong 20 năm qua để mà tích góp được cái số tiền đó, số vàng đó, để làm cái gì vậy mọi người? Để lo cho cuộc sống của người dân. Khi mà Mỹ đã ngưng viện trợ, họ đã suy tính trước hết cho cuộc sống của người dân. Còn bây giờ thì sao? Họ có tiền để lo cho người dân, có tiền để mà chăm sóc cho người dân, cuộc sống của người dân như thế nào không? Hay là những cái số tiền đó họ chỉ lo cho cuộc sống riêng của họ, họ chỉ lo cho cuộc sống của gia đình họ mà thôi? Nhưng rồi sao mọi người vẫn tiếp tục im lặng, mọi người vẫn không lên tiếng, ngồi đó để mà ngó nó tiếp tục đàn áp mình, cứ tiếp tục đi làm sống để tồn tại mà thôi. Vậy sống để làm gì? Sống mà không có hưởng thụ được cái gì hết. Mọi người biết bên đây không? Người nghèo nhất cũng đi xe hơi, cũng ăn lobster. Lobster là con tôm hùm đó mọi người. Nghèo nhất đó mọi người. Cho dù nghèo nhất cũng con cái của họ cũng đi đến trường, cũng được học hành, cũng được tiếp cận với nền văn minh của thế giới. Dù nghèo cách mấy, con của họ cũng được đi đến trường. Tại vì đi đến trường đi học đâu có tốn tiền gì đâu. Ngay cả đi học cũng có được một cái phương tiện, họ tạo mọi điều kiện để con cái, những cái đứa trẻ được đi học đến trường. Tại sao vậy mọi người? Tương lai của một đứa trẻ là một cái mầm mống cho một cái tương lai đất nước sau này. Họ là sẽ những người kế thừa một cái tương lai của một đất nước sau này. Nên họ hiểu là trẻ em rất là quan trọng. Họ sẽ tạo mọi điều kiện để con người được đi đến trường, để trẻ em được đi đến trường, không có bị thất học. Còn trẻ em Việt Nam thì sao? Mày không được đi đến trường thì kệ mày không có tiền đóng tiền học thì mày cứ ở nhà đi. Tại sao vậy mọi người? Tại vì nó càng làm cho người dân ngu thì nó càng dễ điều khiển, nó càng dễ cai trị người dân. Người dân ngu đến đâu thì nó cai trị dễ chừng đó. Chính vì vậy mà người dân bây giờ đâu có biết được cái gì của thế giới đâu, không có biết được. Có nhiều người ở dưới vùng quê còn không biết xài cái phone là như thế nào, không biết iPhone là cái gì nữa. Đừng có nói những cái người ở thành phố mọi người, đừng có nói những người ở Sài Gòn. Nhìn ra đi, 50 mấy tỉnh thành của Việt Nam, người nào mà những cái người quê đó, những người già ở dưới quê đó, chân lấm tay bùn, họ biết cái gì? Họ biết iPhone là cái gì? Không, Facebook là cái gì? YouTube là cái gì? Làm sao mà tìm hiểu được những cái thông tin? Cộng sản chỉ giáo dục được cái gì? Giáo dục những cái thằng khốn nạn mà thôi. Giáo dục được mấy thằng giang hồ đó, tra tấn người dân, đàn áp người dân thôi. Nó đâu có giáo dục được cái gì đâu.
Người dân ngu chừng nào thì nó sẽ cai trị người dân dễ chừng đó. Chính vì vậy mà người dân Việt Nam của mình không biết cái gì hết trơn. Nhìn ra thế giới đi, người dân Việt Nam của mình không có đếm nổi cộng trừ nhân chia nữa. Những người dưới quê đó, tôi không nói những người trên Sài Gòn, cộng trừ nhân chia còn không biết cái gì nữa. Bởi vậy mấy chục năm qua, 41 năm qua, nó tiếp tục đàn áp người dân, nó tiếp tục cai trị mình. Cộng sản là như vậy đó, chế độ thiên đường xã hội là như vậy đó mọi người. Tiếp tục đi, tiếp tục im lặng đi, rồi con của quý vị cũng không có biết gì, nó cũng sống y chang như quý vị vậy đó. Nó cũng là một cái gọi là những cái người mà bị cộng sản tiếp tục đàn áp như vậy đó, không có đi đến đâu á, tương lai của nó không có cái gì hết trơn á, không có gì sáng sủa hết trơn á, kiến thức không có thì làm được cái gì? Một cái xã hội tồi tàn như vậy thì đào tạo được con người ra được một cái gì? Sẽ đào tạo ra được tương lai một cái thế hệ trẻ lên cái gì? Trong khi ở bên đây con nít của người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn bên Việt Nam thì sao? Con nít bị đối xử như là chó gì đó, chó ghẻ gì đó. Vô trường á thì bị á, giáo viên đánh đập, vô càng lớn hơn một chút á, thì đánh nhau ở trong trường học, người này đánh người kia, người kia đánh người nọ, rồi mấy đứa xung quanh á chỉ đứng nhìn thôi, đứng nhìn rồi quay phim lên để lên Facebook. Quá trời hay luôn. Một cái xã hội với cái nền giáo dục tồi tàn lạc hậu như vậy đó mà mọi người vẫn bình thường đi ra đường, công an đánh người dân, mọi người đứng xung quanh nhìn không làm gì hết á, đứng nhìn quay video để lên YouTube, để lên Facebook cho mọi người coi. Không có ai đờ mà quay mà tới để mà làm cái gì, để ngăn cản hay là để tìm hiểu cái vấn đề tại sao mà cái công an lại đánh người dân, trong khi công an là cái người để bảo vệ người dân chứ không phải là cái người tra tấn đánh đập người dân. Mà những cái người xung quanh vô cảm lắm, không có làm gì hết trơn á, rất là tức, rất là bực mình. Một cái xã hội hết sức là đồi, một cái giáo dục hết sức là tồi tàn, đạo đức con người bị tha hóa, nó giáo dục con người trở thành một cái gì như vậy đó, con người nó như vậy đó, nên ai cũng không có quan tâm gì đến hết, tại vì mình nghĩ không phải là chuyện của mình nên đâu có thèm quan tâm tới, ai cũng thờ ơ hết. Để cho cái mấy cái tụi mà đảng cộng sản, mấy cái tụi mà công an, mấy cái tụi mà đảng viên đảng cộng sản, mấy cái tụi cán bộ cao cấp á, tiếp tục cai trị mọi người đi. Biểu tình á thì không ai chịu đi hết trơn, cứ ngồi yên nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, chả ai đi biểu tình hết trơn. 100, 200 người biểu tình là làm được cái gì? Nó đàn áp một cái rồi nó đánh đập một cái rồi chạy đi mất tiêu hết trơn. Thử 1 triệu, 2 triệu người xuống biểu tình đòi lại cái quyền của mình coi, nó làm được cái gì mình? 1, 2 triệu người đó, nó làm được gì mình? Không có một cái nhà tù nào có thể giam cầm được 1 triệu, 2 triệu, 3, 4, 5 triệu người dân. Huống chi là mình có 95 triệu dân mà không có ai đoàn kết lại hết. Người dân của mình không có biết đoàn kết. Mọi người có biết cái câu đoàn kết là sức mạnh không? Cái câu đó nó muôn thuở, ai cũng biết hết mà không ai làm gì hết. Đoàn kết là sức mạnh. Trong khi Việt Nam của mình 95 triệu dân mà không ai đoàn kết lại với ai. Người này nhìn người kia nhìn người nọ, miền Bắc nhìn miền Nam, kỳ thị dân tộc, kỳ thị vùng miền. Không có ai mà lại có thể mà chung tay lại đoàn kết làm sức mạnh hết. Miền Trung, miền Bắc, miền Nam cũng đều là người Việt Nam thôi mọi người. Mình cũng nói tiếng Việt, chứ mình đâu có nói tiếng khác đâu. Mà phân biệt vùng miền, người miền Trung bị lũ chứ không phải người miền Nam bị lũ lụt, nên không ai quan tâm, người miền Nam không quan tâm.
Người miền Bắc cũng không thèm quan tâm tới. Người miền Nam bị cướp tiền trong nhà băng, không phải là người miền Trung với miền miền Bắc bị nên không quan tâm tới. Vậy tại sao mình nói tiếng Việt chi vậy mọi người? Ai cũng nói tiếng Việt mà phân biệt vùng với miền. Đã là con người Việt Nam đã sống trong một đất nước Việt Nam thì mình phải chung tay với nhau để mình làm sức mạnh. Để mà mình lên tiếng nói, mình đòi hỏi cái quyền của mình. Tại sao mà cứ phải phân biệt vùng miền với nhau? Mọi người phải đoàn kết lại với nhau. Đoàn kết với nhau để làm sức mạnh. Nên nhớ là 95 triệu dân, tụi nó chỉ là 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Tụi nó có thể đấu lại 95 triệu dân không mọi người? Không còn cách nào khác là mọi người phải đi biểu tình. Biểu tình lại đòi cái quyền của mình. Đừng có ngồi đó nữa. Ngồi đó mà chỉ có im lặng tiếp tục cho tụi nó cai trị mình. Làm được cái gì? Biết là chính sách ngu dân mà bây giờ người dân bắt đầu đã có nhiều thông tin ở trên trang mạng xã hội, đã sử dụng được YouTube, đã sử dụng được Facebook. Tại sao lại không đi tìm hiểu mà tiếp tục để làm cho tụi nó cai trị mình, để làm cho tụi nó làm cho mình ngu? Mình đã biết là 41 năm qua mình bị tụi nó làm cho ngu dân. Ai cũng biết điều đó hết. Nhưng bây giờ một cái thời buổi thế kỷ 21 rồi, một cái thời buổi hiện đại rồi, người dân đã tiếp cận được rất là nhiều thứ rồi. Tại sao người dân không có chịu đi tìm hiểu đi? Giới trẻ đó là chỉ có biết hưởng thụ cuộc sống mà thôi, không đi tìm hiểu đi. Rất là nhiều những cái thông tin ở trên trang mạng Facebook, xã hội, Google. Rất là nhiều thông tin, tại vì mọi người không muốn đi tìm hiểu. Mọi người chỉ biết lo hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Còn cái tình hình đất nước của mình ra sao không ai quan tâm tới hết. Tại vì mình vẫn sống mà, đất nước của mình vẫn đang hòa bình mà. Đâu có thấy chiến tranh gì đâu. Đâu có thấy đánh nhau gì đâu, đâu có thấy Tàu Cộng gì đâu. Tại vì mọi người có ở một cái thành phố đó đâu mà mọi người biết. Đi ra Tàu đi, đi ra Nha Trang đi, đi qua Bình Dương đi, đi ra những cái vùng mà lân cận đó. Thấy đi, Tàu không đó, xài xài tiền của Tàu nữa kìa. Chứ đừng nói mà người Tàu không. Mà bây giờ những cái kinh doanh đó còn nói tiếng, còn phải treo bảng tiếng Tàu nữa, phải xài tiền của Trung Cộng nữa. Mọi người ở đây đâu có biết gì đâu, mọi người trong Sài Gòn đâu có biết cái gì đâu. Chừng nào giặc đến rồi mới biết, nó đánh vô tới mình rồi mình mới biết thôi. Chưa ảnh hưởng gì đến mình đâu cần quan tâm tới. Dân Việt Nam là vậy đó, thờ ơ lắm. Không có quan tâm gì đến chính trị hết trơn, nói chính trị ra là sợ. Nói tới chính trị là sợ. Ai cũng sợ hết trơn á, mà chính trị nó chả là cái gì á, nó liên quan đến mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Mà nói đến chính trị là sợ. Không hiểu mọi người sợ cái gì nữa. Nói đến đây hả mọi người, tại vì nói nhiều quá rồi, nói hoài ngày nào cũng lên lải nhải cái chị Đảng Cộng sản khốn nạn, lải nhải người dân vô cảm, lải nhải người dân vẫn ngồi yên không làm gì hết. Cứ lải nhải hoài, ngày nào cũng phải lải nhải, ngày nào cũng phải nói để cho mọi người thức tỉnh mọi người. Không biết chừng nào mọi người thức tỉnh, nhưng mà những người ở đây vẫn phải cứ tiếp tục nói. Chẳng làm được cái gì ngoài chuyện nói hết trơn á. Vì ở đây chúng tôi có quyền được lên tiếng, có quyền tự do ngôn luận của chúng tôi, nên chúng tôi chỉ có ngồi đây chúng tôi nói thôi. Còn cái việc mà các vị phải làm và cái việc mà hành động là phải do người dân Việt Nam làm, không phải chúng tôi có thể làm được gì hết. Chúng tôi không làm được gì hết. Chúng tôi chỉ là tuyên truyền, chúng tôi chia sẻ thông tin với mọi người để cho mọi người biết là mọi người cần phải làm cái gì. Mọi người nên nhớ là khi một cái con chó mà nó được dồn vô bước đường cùng thì nó phải biết nó nên làm gì và nó phải làm cái gì. Khi mà một con người bị dồn vô chỗ chết thì họ biết họ nên phải làm cái gì để mà họ để có một con đường để mà sống. Đừng có nhờ vả vào ai hết á, không có một ai mà có thể làm được cái gì cho các bạn. Các bạn chính là người thay đổi được tất cả. Đoàn kết luôn là sức mạnh. Ok.
Vậy mình kết thúc cái livestream ở đây nha, tại nói nhiều quá, nói không thể nào nói được nữa, rất là tức rồi. Cái đảng Cộng sản là cái đảng khốn nạn. Các bạn có biết gì không? Cái đảng hút máu người dân. Cái đảng chó chết. Người dân thì vẫn im lặng, ngồi đó vô cảm, không làm gì hết. Tiếp tục để cho nó cai trị đi. Rồi ngồi im đi, không nói gì hết. Để rồi sau này á, Việt Nam á, thành của Trung Cộng đi. Rồi mọi người biết nó sẽ diệt chủng người dân. Người dân phải nói tiếng Tàu, phải xài tiền của Tàu, không có nói tiếng Việt nữa đâu mọi người. Người dân sẽ từ từ bị đồng hóa thành người của Tàu Cộng. Cho mọi người biết, đừng có tưởng là để yên đó, để cho Trung Cộng nó lấy rồi mình có cuộc sống khá hơn. Đừng có mơ tưởng nữa. Có một cuộc sống khá hơn hay là một cuộc sống tệ hại hơn, có thấy không, mọi người có thấy không, có thấy được cái sự thật đó chưa, hay là vẫn còn chưa có tỉnh nữa, vẫn còn ngồi đó đợi đợi chờ một ai đó đến để cứu mình. Không có ai cứu mình hết trơn á, mình sẽ là người cứu mình. Ngồi đợi một ai đó, ngồi đợi xung rụng cũng nó cũng không có rụng nữa. Còn cái chuyện lấy máu là đã nói rồi, đã nói nhiều clip rồi, không có nên đi hiến máu gì hết trơn. Hiến máu chỉ là một cái trò, chiêu trò của đảng Cộng sản để mà nó bán máu của người dân, bán máu của người dân để mà lấy tiền chia chác với nhau. Nó hết tiền rồi, hết tiền rồi nên phải kiếm mọi cách, mọi chiêu trò để mà thu tiền về, để thu lợi về, để chia chác với nhau, để tiếp tục vận hành cái đảng Cộng sản, vận hành cái bộ máy chính trị của nó. Đã nói là đừng có nghe lời Cộng sản nói. Chỉ thấy những gì nó đang làm đó. Thấy mấy hành động nó đang làm không? Cướp nhà, cướp của, cướp tài sản, cướp tiền bạc. Chỉ có lo ngồi nghe báo chí của nó tuyên truyền dối trá. Những cái báo chí của nó toàn là những cái báo chí tuyên truyền, không có cái gì là sự thật hết á, tuyên truyền tào lao không à. Muốn mà biết sự thật á thì lên mạng, lên Google mà tìm hiểu, đừng có mà coi, ngồi đó coi tivi, coi báo chí, coi những cái thứ nhảm nhí đó. Nó chỉ là những cái chuyện dối trá của đảng Cộng sản tuyên truyền của tụi nó thôi. Vậy nha mọi người, bữa khác để lên để kể chuyện tiếp, để chửi Cộng sản tiếp cho mọi người nghe. Bye mọi người nha.